Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Người Nổi Tiếng, và sau đây là tin Huỳnh Tấn Kiệt võ Nam Minh Đạo có thể hạ gục Từ Hiểu Đông võ MMA. Trong vài ngày gần đây, sự kiện tông sư Thái Cực Quyền Ngụy Lôi bị võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đánh gục trong 10 giây đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng. Trong đó, không ít người đã bày tỏ sự hoài nghi về tính thực chiến và mức độ hiệu quả thực sự của những môn võ cổ truyền Á Đông. Tại Việt Nam, võ cổ truyền cũng là một trường phái võ thuật được ưa chuộng và phổ biến rộng rãi, với nhiều môn phái danh tiếng như Thiên Môn Đạo, Bình Định Gia, Tân Khánh Ba Trà, Hồng Trần Bình Định. Tuy nhiên, trong số đó không thể không nhắc tới võ phái Nam Hình Đạo, một môn phái võ Việt Nam đã được khắp thế giới biết đến không chỉ bởi với những chiêu số võ học kỳ ảo của nó, mà còn bởi những sự tranh cãi và hoài nghi xoay quanh tính chân thực của môn võ này. Nam Hình Đạo được khai môn bởi võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt vào năm 2001. Tuy là một võ phái mới thành lập, nhưng trên thực tế Nam Hình Đạo lại có một xuất xứ và gốc gác khá lâu đời. Theo một số ghi chép thì môn võ này có xuất xứ từ Đông Sơn Quân, một lực lượng quân địa phương tại địa phận Mỹ Tho, ngày nay phục vụ dưới trướng của vua Gia Long trong thời kỳ nội chiến với nhà Tây Sơn. Một trong những lãnh tụ của đội quân này, Đức Tiền Quân Kiến Xương, quận công Nguyễn Huỳnh Đức, tên thật là Huỳnh Tường Đức, chính là người sáng lập nên môn võ Huỳnh Gia. Từ võ thuật của bản thân kết hợp với những tư liệu võ học của những võ sĩ người Hoa phục vụ dưới trướng, chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt chính là cháu thứ bảy đời của quận công Nguyễn Huỳnh Đức và là người kế thừa pho võ học Huỳnh Gia qua nhiều đời. Võ sư chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt trước đây cũng đã từng thực hiện màn biểu diễn vận công phát kình để có thể đẩy một hàng 10 võ sĩ đang trụ tấn bật ngược ra sau, hoặc có thể đẩy hai hàng võ sĩ đang đối lực nhập thành một. Ngoài ra, các kỹ thuật công phá gạch ngói, dùng cổ uốn những thanh sắt, dùng giáo đâm vào yến hầu rồi công phá những tảng đá có khối lượng lớn trên cơ thể là điều rất đổi bình thường đối với các đệ tử có thâm niên của môn phái Nam Hình Đạo. Do thiên về nội công nên các đòn đánh chiêu thức của Nam Hình Đạo thường có lực đánh cực mạnh, và các võ sĩ cũng sở hữu sức chịu đựng cực kỳ dẻo dai và bền bỉ. Võ học Nam Hình Đạo được chia thành hai hướng: luyện nội công và quyền pháp thực chiến. Luyện nội công được phát triển theo một chu trình đi từ cân kình, lấy công làm thủ, khí kình lấy thủ làm công, khí khí không công không thủ. Trong đó khí khí là cảnh giới cao nhất, giúp cho người luyện đánh theo bản năng, không cần dựa vào chiêu thức. Để đạt đến cảnh giới này, một võ sư với tư chất tốt cũng phải luyện tập trong suốt mười mấy năm ròng rã. Khi qua các bước luyện về xúc cốt công, phép hoạt hóa gân, cơ xương khớp, nội công, thập bát kình thủ, cân đầu pháp, đại lực kim cương pháp, sau đó tới công phu kỳ kích, niêm thủ, ly thủ, hóa công, công phu xảo pháp, đàn tối và khí công, ngũ hành khí, thái cực công, vô cực công, quyền pháp thực chiến của Nam Hình Đạo lấy ngũ hình quyền, long hổ, xà báo hạt làm nền tảng. Các đòn đánh của Nam Hình Đạo có đặc điểm là mạnh về tấn công cận chiến, với bộ tay cực kỳ linh hoạt và ít dùng chân hơn. Đặc điểm này gần giống với Vịnh Xuân Quyền và dựa trên nguyên tắc túc bắc ly địa, có nghĩa là chân không rời đất. Bên cạnh đó, những võ sư sở hữu nội công cao cường có thể dùng khí đẩy ngã kẻ địch hay sử dụng các chiêu thức biến ảo phi diệu như dẫn khí vào người đối phương, hạ gục đối phương mà không cần sử dụng chiêu thức. Suốt 16 năm phát triển, Nam Hình Đạo đã có một bề dày thành tích được đông đảo cộng đồng võ thuật ghi nhận. Năm 2013, Nam Hình Đạo được Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh công nhận là di sản dân tộc, với một giáo trình luyện tập bài bản đề cao cả phương diện rèn luyện thân thể lẫn thực chiến. Liệu phái võ Nam Hình Đạo có thực sự cân xứng khi đưa lên bàn cân cùng với môn võ thuật như MMA? Võ sư Thái Cực Quyền bị hạ gục trong 10 giây. Đoạn video cho thấy võ sĩ Từ Hiểu Đông hạ gục đối thủ là Ngụy Lôi áo trắng một cách nhanh chóng trong một trận đấu tay đôi hôm ngày 27 tháng 4 với sự theo dõi của nhiều người tại thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Từ bắt đầu trận đấu bằng tư thế của một người chơi quyền Anh, trong khi đối thủ của ông giữ thẳng tay theo kiểu phòng thủ truyền thống của bộ môn võ thuật cổ truyền Trung Hoa. Ít giây sau khi trọng tài ra hiệu bắt đầu, võ sĩ Ngụy đã xuống đất và bị đấm vào mặt nhiều lần. Trận đấu kết thúc chóng vánh và sự thất bại của một võ sư Thái Cực Quyền chuyên nghiệp khiến cho nhiều người Trung Quốc choáng váng. SCMP cho biết sau trận đấu, võ sư Ngụy nhận thua nhưng tỏ vẻ không hài lòng và khẳng định đối thủ đã xúc phạm Thái Cực Quyền, thậm chí lăng mạ tổ tiên của bộ môn này. Ông này biện minh rằng môn phái Thái Cực Quyền lôi công của mình còn quá non trẻ so với lịch sử lâu đời của võ thuật Trung Hoa. Mặc dù vậy, võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên và khuyên mọi người nên tỉnh táo. Thái Cực Quyền
là một môn võ thuật cổ truyền của người Trung Quốc và đặc trưng là các động tác uyển chuyển, chậm rãi kết hợp với điều hòa hơi thở. Theo số liệu không chính thức, khoảng 250 triệu người trên khắp thế giới theo tập môn võ này. Theo Suhu, cả Ngụy và Từ trước đây đều sống tại Bắc Kinh. Ngụy cũng từng luyện đấm bốc. Người trong giới tiết lộ vì mưu sinh nên Ngụy đã đến thành đô cách đây vài năm. Sau 2 năm học thái cực quyền tại đây, Ngụy thành lập môn phái riêng là Lôi Công Thái Cực. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.